Chào các em đã đến với video tiếp theo. Trong video này chúng ta sẽ giải cái đề học kỳ 1 năm 2019-2020 của quận Phú Nhuận. Về đề thi các em có thể truy cập trang web để tải về tham khảo ha. Đề thi này thì bao gồm 6 bài toán, 6 bài. Trong đó là có 5 bài toán đại số và 1 bài toán hình học. Và trong cái đề này lại có hai câu toán thực tế. Đó. Thì trong video phần 1 này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em tìm lời giải của bài 1, bài 2 và bài 3 trước. Được chưa? Thầy sẽ tìm lời giải cho bài 1, bài 2 và bài 3 trước. Chúng ta đến với bài 1. Một sẽ là một bài toán thực hiện các phép tính. Tính giá trị với biểu thức. Câu A. Câu A chỉ là tính toán rất là cơ bản thôi. Các em chỉ việc là quy đồng mẫu số. Rồi sau đó thực hiện các phép tính. Cộng trừ. Thì thật là chính xác thôi. Mẫu chung của câu A sẽ là 42. Như vậy là thầy sẽ ra được là 24 phần 42. Trừ 3 phần 42. Cộng 10 phần 42. Mẫu chung đã giống nhau rồi, cái mẫu đã giống nhau rồi thì các em chỉ việc lấy là cộng trừ cái tử số lại và kết quả thu được sẽ là 31 phần 42. 31 phần 42. Câu B. Câu B thì chúng ta lại có phép tính lũy thừa nè, căn bậc 2 với tuyệt đối. Như vậy thì lũy thừa số mũ là 3. Thì nếu ở trong cơ số là số âm thì kết quả sẽ thu được số âm. Do đó âm 1 phần 3 chúng ta sẽ thu được là trừ 1 phần 27. Phải không nào? Căn bậc 2 của âm 3 tất cả mũ 2 thì âm 3 mũ 2 là 9. Thì căn bậc 2 của 9 thì sẽ là bằng 3. Phải không nào? Căn bậc 2 của 9 sẽ bằng 3. Rồi. Cái tuyệt đối là số dương, như vậy là 4 phần 3. Dấu trừ của phép tính thì thầy ghi lại ha. Dấu trừ phép tính mình ghi lại. 2019 mũ 0 thì tất cả những cái số khác 0 mũ 0 thì đều kết quả là 1. Được chưa? Thầy ghi cái nốt cho các em luôn ha. Một số A khác 0 mà mũ 0 thì kết quả luôn bằng 1. Rồi. Vậy thì đến đây chúng ta chỉ việc là tính phép nhân này trước, rồi sau đó đi quy đồng. Kết quả sẽ là âm 1 phần 9 trừ 4 phần 3 cộng 1. Vậy thì bài toán câu B này sẽ là bằng âm 4 phần 9. Thầy nhắc lại ha. Căn của âm 3 mũ 2 chính là căn bậc 2 của 9. Như vậy kết quả sẽ bằng 3. 2019 mũ 0 kết quả là 1. Rồi. Câu C là một câu rút gọn lũy thừa. Như vậy việc đầu tiên là các em sẽ kiểm tra những cái cơ số của mình và chuyển tất cả các cơ số này về số nguyên tố. Thì cơ số phải là các số nguyên tố 2, 3, 5, 7, các số nguyên tố thường gặp, vân vân. Mình nhớ lại những cái công thức, những cái quy tắc của lũy thừa. Ví dụ như là A nhân B tất cả mũ M thì sẽ là A mũ M nhân với B mũ M. Công thức thường gặp thứ hai là A mũ M nhân với A mũ N. Thì chúng ta sẽ cộng số mũ lại. Và cái công thức cuối cùng là lũy thừa của lũy thừa. A mũ M tất cả mũ N thì chúng ta sẽ nhân số mũ. Đó, đây là các công thức thường gặp khi mà làm cái bài toán rút gọn lũy thừa. Thì thầy đề nghị các em sẽ ôn lại cái phần này nha. Như vậy đến đây thì thầy sẽ thấy là gì? Ở đây có cái cơ số 4 phải cần phải đưa về cơ số 2 nè. Cơ số 6 tách thành là 2 nhân với 3. Đúng không nào?
Vậy 4 thì nó sẽ là chính là 2 mũ 2. 6 thì thầy sẽ tách thành là 2 nhân với 3. Đó, vậy thì bước rút gọn đầu tiên sẽ là 3 mũ 2019 thầy viết lại nhân với 2 mũ 2 tất cả mũ 20. Rồi. Dưới mẫu thì thầy sẽ tách thành là 2 mũ 40 nhân với 3 mũ 40. Chờ 3 mũ 1980 thầy viết lại thôi. 3 lũy thừa 1980 thầy viết lại được chưa? Rồi đến đây thì thầy rút rút gọn, thu gọn cái tử và cái mẫu lại và viết sắp xếp theo thứ tự là cơ số từ bé đến lớn. Như vậy thì cái tử thầy sẽ thu gọn thành 2 mũ 40 nhân với 3 mũ 2019. Thầy cũng tiến hành đi thu gọn cái mẫu của mình luôn và sắp xếp ha. Vậy là 2 mũ 40 nhân với 3 mũ 2020, phải không nào? À, đến đây thì mình chỉ cần đi thu gọn, rút gọn tử và mẫu thôi. 2 mũ 40, 2 mũ 40 thì triệt tiêu nhau. Và số mũ của câu số 3 dưới mẫu lớn hơn. Như vậy thì trên tử là thu gọn hết, rút gọn hết rồi, chỉ còn một thôi. Dưới mẫu sẽ là 3. Số mũ sẽ là 2020 trừ 2019 là 3 mũ 1. Như vậy thì kết quả của cái câu C sẽ là 1 phần 3. Như vậy thì bài 1 thầy đã trình bày rất là kỹ rồi ha. Lời giải tham chi tiết tham khảo các bước. Các em có thể truy cập trang web đó, thầy đã nói ở lúc đầu rồi. Đó, thầy đề nghị các em là chúng ta phải nắm thật kỹ những cái công thức này ha, công thức biến đổi này đó, cái công thức này thầy đã đánh dấu ở đây rồi nè. Đó. Ta cứ làm theo các cái bước như vậy thôi. Rồi, mời các em đến với câu bài toán số 2. À, bài toán số 2 sẽ là một bài toán tìm x. Một bài toán tìm x. Như vậy những cái quy tắc những cái quy tắc tìm x ví dụ như là chuyển với đổi dấu, tìm x ở trong dấu giá trị tuyệt đối hoặc là tìm x ở các cái bài toán lũy thừa đó. Các em cũng phải xem lại luôn. Câu A thì rất là đơn cơ bản rồi. Chỉ việc chuyển vế đổi dấu là thực hiện cái phép tính thôi. À, chuyển vế đổi dấu thực hiện cái phép tính. Chuyển 2 phần 3 sang thành là trừ 2 phần 3. Như vậy thầy sẽ được là 2 phần 3 nhân với x. Thì nó sẽ bằng âm 1,5. Âm 1,5 là thầy chuyển về phân số. Nó sẽ chính là âm 3 phần 2. Rồi chuyển vế đổi dấu thành là trừ 32 phần 3. Như vậy thì kết quả sẽ là âm 13 phần 6. Vậy đến đây tìm x thì thầy chỉ chia. Thầy sẽ lấy là âm 13 phần 6 chia cho 2 phần 3. Và kết quả thầy thu được sẽ là âm 13 phần 4. Rồi, thầy đừng các bạn là phải có cái bước kết luận nữa. Chưa? Có cái bước kết luận cho cái bài toán tìm x của mình nữa. Vậy ở trong câu A, x kết quả của nó sẽ là âm 13 phần 4. À, bài B là một bài tìm x nằm ở trong dấu giá trị tuyệt đối thì đề nghị các bạn phải nhớ lại cái công thức như sau. Tuyệt đối của biểu thức A bằng số B là số không âm. Vậy thì chúng ta sẽ thu được biểu thức A bằng với B hoặc là biểu thức A sẽ bằng trừ B. Đó, đây cũng là một cái kết quả phải thuộc lòng ha. Như vậy để đưa về đúng cái dạng này thì thầy phải thứ nhất là biến đổi tính toán cái tuyệt đối của số âm 10, sau đó thực hiện chuyển vế đổi dấu 1 phần 4, được chưa? Vậy chúng ta làm theo đúng những cái bước đó. Tuyệt đối x phần 4. Tuyệt đối âm 10 chính là 10 phải không nào? Trừ đi 1 phần 4. Đó. Như vậy thì tuyệt đối của x phần 4 thì chính là 39 phần 4.
Bây giờ thì có thể áp dụng đúng cái công thức này. Như vậy thì có hai trường hợp đúng không? X phần 4 sẽ bằng 39 phần 4. À hay là gì? X phần 4 sẽ bằng âm 39 phần 4. À, từ đây thì các em chỉ cần việc áp dụng cái tính chất là nhân chéo của hai cái tỷ số bằng nhau đó. Các em phải tìm được x thôi. Như vậy thì x sẽ bằng 39. 2x sẽ bằng âm 39. Rồi, thầy mời các em kết luận của bài toán câu B luôn. Vậy thì x sẽ có nhận hai giá trị là âm 39 và 39. À, được chưa? Rồi, đến câu C. Câu C thì là cái dạng cũng là các em, thầy nghĩ là các em cũng đã có được luyện tập trong trong cái thời gian học rồi. Thì chúng ta làm được câu C thì phải nhớ lại những cái công thức như sau ha. Thứ nhất là A mũ M cộng N, thì chúng ta có thể tách thành là A mũ M nhân với A mũ M. Đó. Như vậy chúng ta phải đi tìm thừa số chung. Thừa số chung chính là 3 mũ x. Vậy chúng ta phải tách cái cộng 1 của cái số mũ của cái số hạng đầu tiên ra. Vậy thầy sẽ viết lại là thành 3 mũ x nhân với 3. 3 mũ 1 chính là 3 ha. Rồi trừ đi 3 mũ x phía sau bằng với 18. Lúc này thì thừa số chung của mình đã xuất hiện là 3 mũ x. Và các em nhớ 3 mũ x cái số hạng thứ hai nó đứng một mình, thì các em phải hiểu nó chính là nhân với thừa số 1. Như vậy thì thầy sẽ lấy thừa số chung là 3 mũ x nhân cho phía trong còn lại một số 3 và trừ 1. À, thầy nhắc lại nha. Nếu như số hạng 3 mũ x đứng một mình thì chúng ta phải hiểu là 3 mũ x nhân với 1. Được chưa? Rồi đến đây thì các em chỉ cần là lấy 18 chia cho 2 thôi thì kết quả sẽ bằng 9. Để tìm x nằm ở số mũ thì chúng ta sẽ đưa về hai cái cơ số bằng nhau. Như vậy 9 thì chính là 3 mũ 2 phải không nào? Như vậy từ đây các em sẽ tìm được x sẽ bằng 2. Đó. Vậy câu C. Vậy ở câu C thì x sẽ bằng 2. Nhắc lại là những cái quy tắc, những cái công thức của lý thừa này rất là thường gặp, thì các em phải chú ý ha và cái cách áp dụng. Rồi à, đây chính là giải cho ba câu ABC. À, thì là giải chi tiết thì các em có thể tham khảo trên trang web. Rồi chúng ta đến với cái bài toán cuối cùng ở trong cái video phần 1 này, là cái bài toán số 3, là một bài toán thực tế. Rất nhiều bạn học sinh khi mà làm bài toán thực tế thì các em gặp lúng túng do đó. Thì đề nghị khi mà làm bài các em có thể gạch chân hoặc là đánh dấu những cái từ khóa quan trọng này. Ví dụ như là chúng ta dự định mua 4 quả bóng. Nhưng mà có giảm giá phải không nào? Có giảm giá. Có giảm giá cho nên là cái số tiền nó sẽ giảm đi. Vì vậy chúng ta mua được nhiều quả bóng hơn. Và thực tế thì chúng ta mua được 5 quả. Với cái giá người ta cho mình là 80.000 đồng một quả. Như vậy thì với cùng một cái số tiền mang theo mà cái giá tiền đã giảm, cho nên là cái số quả bóng mua được nó nhiều lên. Như vậy thì giá bán và số lượng bóng mua được là hai cái đại lượng tỷ lệ nghịch. À, như vậy chúng ta sẽ nhớ lại tính chất của hai cái đại lượng tỷ lệ nghịch. À, chính là x1 nhân y1 thì sẽ bằng x2 nhân với y2 đúng không nào? Như vậy thì theo đề bài thầy sẽ có được cái số lượng bóng lúc đầu là 4 nhân với cái giá tiền lúc đầu là x. Như vậy thì thầy sẽ tìm được cái giá tiền lúc đầu nó chính là bằng 5 nhân với 80.000 và chia đi cho số lượng bóng lúc đầu là 4, thì thầy sẽ ra được cái giá tiền ban đầu
Để làm 100.000. À, giá tiền ban đầu là 100.000, được chưa? Hoặc là các em cũng có thể tóm tắt đề như sau nè. Rồi, như vậy thì các em cũng có thể kết luận. Vậy giá tiền của một quả khi chưa giảm rồi. Vậy là thầy vừa mới hướng dẫn cho các em giải ba bài đầu tiên, thì lời giải chi tiết thầy nhắc lại là đã có trên trang web, các em có thể truy cập để mà tải về tham khảo. Rồi hẹn gặp các em ở video phần 2.